Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng kính chào các bác. Tiếp tục là những đôi loa B3X12i gần như là cuối cùng đã lên đường. Hiện tại thì anh Phương cũng đã xin phép anh em trên thị trường là đang bán B3, đặc biệt là mã X12i. Nếu mà bán để lấy lãi thì chắc nó rơi vào tầm 16-17 triệu thì có lãi. Thế còn như em bán là 14.500 là bán gọi là giao lưu. Đấy. Còn các bác tin hay không thì tùy. Bán hàng không riêng về B3 là hàng nhà em nó đẹp xuất sắc luôn. Đóng lên cho đôi này đây. Bác ấy lấy đôi này này. B3X12i đây. Loa nhà em thì nói chung là các bác cứ đến xem thì bất kỳ quả loa nào nó cũng đều đẹp như mới. Hàng nó bóng bẩy đẹp như mới, bởi vì quan điểm này em là làm hàng nó phải đẹp để cho các bác trưng bày phòng khách. Đấy. Hàng này nó là tôn lên cái độ sang trọng trong phòng khách mà. X12i hiện tại đang có giá là 14.500 tại cửa hàng, không bao ship, không mặc cả. Các bác thông cảm mã này. Thế còn đây là đôi JBL 115. Một đôi loa phải nói rằng là với cái tầm tiền đầu tư khá hợp lý. Nó là dòng bass 40. Và để mà nói thì dòng loa này nó có cái chất riêng của nó. Vào dàn máy chúng ta chả biết hay hay không, nhưng mà có cái chữ này vào cái là dàn máy nó có giá trị ngay. Đấy. Sau đó là anh em trầm trồ là ông này chơi loa Mỹ cơ mà, có phải chơi loa Trung Quốc đâu. Đúng không? Nhưng mà nói thật là những cái mã kể cả JB đời thấp hơn một tí, nhưng mà cái chất âm nó cũng vẫn có cái chất riêng của nó mà những dòng loa khác không thể có được. Riêng JB những nhiều bác cũng đã chơi đến tầm X12i rồi. Đây là X12i thì nó có một cái đặc điểm là cái giải bát, giải chép tốt. Giải trung âm của nó thì kém hơn so với JB. Nhưng mà về độ bền thì B3X12i nó có độ bền, nó có độ lì. Còn JB thì có độ trong trẻo, sạch sẽ. Và tiếng chép của nó hay hơn. Tiếng ca sĩ hát nó nét hơn. Nhưng mà có một cái điều, các bác chơi loa JB cũng giống như kiểu chúng ta đang sở hữu một cái con xe nó đẹp ấy, nó mới. Đi các bác phải giữ gìn, chứ không thể đi như con xe tải được, hay là đi như con xe cũ được. Hoặc là nếu mà hiểu một cách nhanh nhất, mà đàn ông hiểu nhanh nhất là các bác đang có một cái cô bạn gái rất là xinh. Đấy. Các bác là muốn sở hữu lâu dài và bền bỉ, các bác phải giữ gìn. Đấy. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chứ không phải là cái lúc bác thích thì bác đến, mà không lúc không thích thì bác lại biến đâu mất. Thì chắc chắn rằng là nó không còn của mình. Loa JB cũng thế, chơi những đôi loa này rất hay nhưng phải giữ gìn. Đấy, nó sạch sẽ, hát hay, nghe nhạc thích. Ngoài ra thì ngày hôm nay video sẽ giới thiệu với bác về một đôi loa siêu phẩm đến từ Mỹ. Đó là dòng loa JBL 4 số. Đẹp hết nước chấm. Nói thế nó nhanh nhỉ các bác nhỉ? Đẹp hết nước chấm. Còn nếu mà nói về dòng loa JB 3 đường tiếng thì nó là một trong những cái mã hàng mà được anh em săn lùng rất nhiều, cũng như là cái niềm mơ ước của nhiều bác khách hàng. Bởi vì cái tầm đầu tư này là tầm đầu tư cao rồi. Nó hơn 30 triệu, gần 40 triệu rồi. Con này nó hay ở cái gì các bác biết không? Trước tiên là nhìn hình thức ra. Cái gì các cụ bảo là nó phải vừa mắt đã, đúng không? Làm cái gì là nó cứ phải vừa mắt đã. Thì đây này các bác nhìn này. Loa nhà Phương này. Bất kỳ mã nào các bạn, quan điểm của em làm hàng rất là kỹ. Hàng nó phải đẹp nét, chơi nó mới sướng. Trưng bày sau đó lại còn khoe mấy bạn bè. Đây, tem này, uy tín chưa? Dốn em nó này. Đấy. Quá nét. Hồng hào đẹp luôn, nhũ hoa hồng hào đẹp luôn. Trung nó sáng choang này. Đấy. Chất chưa? Các bo góc cạnh này. À. Những đôi loa đẹp các bác nhìn đây các bác thấy mê ngay này. Đấy, đây nhá. À, 47 Panama. Đẹp không tì vết. Chép đây. Chép mới. Cứng cực. Hàng bao zin bao đẹp. Trung đây. Loa 3 đường tiếng này. Trung gần như là xoay gương được các bạn. Công ty chưa có
bát từ 220 côn 100. Con này thì nó được cả ba giải đều hay. Nó được cái nữa đó là được về giá thành. Này các bác nhìn nó như mới. Cái giá thành của nó khá hợp lý cho các bác đầu tư các bạn. Này. Phân tần gấu 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 gấu. Noa này, nhu hoa này. Thích luôn. Các bác thích rồi đúng không? Thích rồi thì bảo em cho cưới luôn. Cháu nó cũng đang muốn lấy chồng rồi. Đấy, các bác nhìn cái loa này em sướng không? Đôi loa này hiện tại đang có giá rơi vào tầm 37 triệu. Đấy, 37 triệu một đôi loa JBL 3 đường tiếng 4 số 4735A. Đấy. Giá này là giá đẹp luôn các bác nhá. Nhà em quan điểm là cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, về độ zin của loa, độ đẹp của loa. Còn về giá thành thì công khai để cho các bác cân đối lựa chọn. Và một điều mà em rất mong muốn các bác hiểu về cách bán hàng của em đó là gì? Là báo giá chuẩn chỉ, không thích mặc cả nên xuống. Còn các bác mà lại thích mặc cả thì lúc đó nó sẽ là cái giá khác. Đấy. Nếu như bảo bây giờ một đôi loa này nếu mà em đọc lên giá 39 triệu, sau đó các bác mặc cả 1 triệu thành 38 triệu, các bác thua em 1 triệu đúng không? Nhưng mà mua đấy, em mới nói rồi, quan điểm bán hàng của mỗi người một khác. Em rất thích bán hàng theo cái quan điểm là các bác được công bố về giá thành một cách công khai, được ngắm nhìn về độ đẹp của loa và độ chất của loa. Còn giá thành các bác cứ yên tâm là giá đẹp, không phải lo về giá, các bác cũng không cần phải mặc cả. Đấy. Với một đôi loa như thế này quá đẹp đúng không các bác? Giá 37 triệu đố các bác mua được ở đâu một đôi loa đẹp như thế này? Em khẳng định luôn, đố các bác mua đôi loa nó sạch sẽ mà đẹp này giá 37 triệu. Thế cho nên là quan điểm em bán hàng như thế để các bác, đấy là cái lợi cho các bác nhé. Còn nếu để nói về về cách mua bán mà mặc cả lên xuống 5-700 1 triệu thì em sẽ đọc cho các bác là giá 39 triệu. Bác nào mà bảo là nhớ là phải gọi là bớt cho một tí thì giá của nó sẽ là 39 các bác nhá. Sau đó các bác bớt thêm được 2 triệu. Bán thế sướng đúng không? Đấy, 40 thì bớt nhiều, 39 thì bớt 2 triệu. Còn 37 triệu thì bắt đúng giá. Đấy. Ok chưa? Thực ra bán đôi loa được bao nhiêu đâu. Bán đôi loa cộng vài trăm ngàn, còn phải công xá thợ thuyền, rồi là thuế má, rồi này còn gọi là thuê cái địa điểm bán hàng. Nói chung là nó cũng chi phí nó cũng nhiều, chứ không phải là lãi lời nhiều đâu quá. Đấy. Đất đây vẫn phải đi thuê đó này. Đấy. Chứ cũng chưa mua được đất để bán hàng. Đấy. Ước gì 5 năm nữa, 10 năm nữa em mua được miếng đất như thế này để làm cửa hàng, đỡ phải đi thuê. Em chỉ sợ thuê được vài ngày họ lại đuổi em ra đường thì em cũng chết. Ok, nói vui vậy thôi, thế còn đâu thì nó là cái duyên. Các bác xem hàng của anh Phương mà thấy nó đẹp mà nó chất, nhớ alo cho em số máy 0971998555. Và các bác cũng bày tỏ quan điểm xem là các bác thích mua hàng theo kiểu là báo giá chuẩn, với lại cách bán hàng là báo giá cao hơn một tí để bớt. Các bác cho ý kiến xuống dưới để lần sau em làm theo ý kiến các bác nha các bác nha. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.